Chào các bạn, thì ngày hôm nay thì có một số bạn bảo là trường hợp không vào được Facebook với lại bị chặn các server, một số server website kết nối với có DNS server ở nước ngoài. Thì các bạn thường truy cập thì báo lỗi không thể kết nối được, hoặc là cái lỗi proxy hoặc là protocol này nọ firewall do chặn từng lửa. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn có hai cách thông dụng nhất có thể hỗ trợ cho các bạn để truy cập vào Facebook với lại các website như BBC rồi những cái trang báo chí ở nước ngoài, hoặc là các blogger hiện tại đang do chính phủ Việt Nam ngăn chặn. Nói chung là như thế. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn, đầu tiên các bạn cách đơn giản nhất, cách thứ nhất là các bạn vào cái computer, vào ổ C là ổ chứa hệ điều hành ấy. Có thể một số bạn cài trên ổ D, ổ E, cái này thì mình không biết, nhưng mà tóm lại là vào ổ có chứa hệ điều hành Windows. Đây của mình là ổ C. Rồi tiếp đến các bạn vào cái thư mục Windows, rồi vào file system 32 kéo xuống, vào file system 32, đây system 32, rồi kéo xuống tìm file driver, đấy, rồi vào file etc, đây, rồi tìm cái file hot đầu tiên đấy. Đấy là cái file mình cần xóa đi. Các bạn coi trong này, các bạn một số bạn lập trình rồi correct này nó chứa một số cái thư mục như các cái dạng hot để các bạn xóa để correct Adobe rồi IDM rồi tất cả mấy phần mềm vớ va vớ vẩn. Nói chung là như thế. Các bạn bỏ nó đi, xóa nó đi, nó chả ảnh hưởng gì đâu. Các bạn cứ xóa đi, sau mình sẽ chỉ cách cái clip sau mình sẽ chỉ cho các bạn correct Adobe với lại IDM những phần mềm khác nó bằng cách khác, không cần nên hot, rất đơn giản. Mình bỏ đi, đấy, delete đi, mình vừa delete đi rồi. Bây giờ nó, cái này là của mình là file hot ECS với lại imhot.sam này nọ mình để lại. Tất cả các bạn để nguyên như này, xóa mỗi file hot đầu tiên đi. Ví dụ như file mình vừa xóa under lên, đây là file này, hot này nhá, hot có s sau cùng này, không có gì nhá. Có một số bạn cái file này nhiều cho nên nó sẽ là 3, 4K, 5K, 6 KB, kệ nó, cái này nhưng của mình đấy là 1 KB. Đây mình sẽ xóa đi, cái chuột phải đây, delete đi, rồi xong đóng nó lại, rồi kệ nó. Rồi các bạn khởi động lại máy hoặc là đóng trình duyệt đi, rồi vào, ví dụ như đây mình vào đây, đây vào bình thường, rồi đây vào bình thường, không bị chặn nữa. Ngày này một số bạn đang kêu bị chặn hay đó, không sao, bỏ đi. Rồi của mình vào được rồi. Cái thứ nhất, trường hợp thứ hai, nếu làm như thế khởi động lại máy vẫn chưa vào được, đây mình có https www.facebook.com vẫn chưa vào được, đúng không? Nó vẫn loạt chậm. Trường hợp này thì sẽ phải dùng đến Ultra Surf, thì mình sẽ Ultra Surf thì mình sẽ chỉ cho các bạn vào, ví dụ trường hợp ở đây là các bạn sẽ vào Ads, vào app, đây vào web store đây nhá. Đầu tiên của các trình duyệt Chrome hay là cốc thì các bạn kích vào app này, sau app này, sau kích vào web store này nhá. Sau đấy các bạn gõ Ultra Surf. Đây, mình hay quen gọi với bạn bè là Ultra Surf đây. Ultra Surf Security Price Analog VPN đây. Thì các bạn sẽ add shop vào đây. Ví dụ như cái như ở đây thì mình đã add rồi. Thì mình sẽ chỉ qua các app bên Chrome cũng thế. Chrome thì bạn vào ứng dụng là app đây. Xong vào Ultra Surf đây, vào web store đây. Chậm đây. Ultra Surf. Ultra Surf đây rồi, ok. Các bạn sẽ kéo xuống này và chọn cái này Ads. Đây, chờ một tí. Rồi, thêm tiện ích. Rồi, chờ một tí. Nó sẽ hiện thị trên này đây này. Nó sẽ hiện thị là cái này đây. Sinh ra này đang bật đây. Đây, nó đang bật đây. Rồi. Bây giờ các bạn có thể vào Facebook được, cái này bình thường. Trở ra bình thường. Rồi, ví dụ như bên này mình đang tắt thì các bạn ở đây nó sẽ hiển thị ở đây. Thì các bạn kích vào đây. Sau bạn đang mình đang disable nó đi thì các bạn enable nó lên, connecting lên. Đây, như thế này nó sẽ chuyển bằng biểu tượng cái này, nó sẽ nổi lên. Nổi lên thì các bạn có thể chờ một tí, các bạn sẽ thấy cái này biểu tượng thành biểu tượng Wi-Fi hoặc là biểu tượng cái này. Rồi các bạn sẽ truy cập vào Facebook. Rồi. Đây, đã vào Facebook. Online cành đào. Đấy. Rồi các trang như dạ, mình bỏ qua cái này, mình quen rồi. Cho hơn. BBC. BBC tiếng Việt luôn. Đây, sang là những trang này sẽ không bao giờ bị chặn luôn. Và ngon lành luôn. Đây, sẽ không bị chặn. BBC tiếng Việt đây. Đây, hầu hết các bạn sẽ bị chặn là chặn những trang như thế này. Đây, xem bọn Trung Quốc làm gì luôn. Đây này, rồi. Thế. Thế này sẽ không bao giờ bị chặn, kể cả Facebook. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn về các cái video tiếp theo về cái Win, rồi các hỗ trợ các chỉnh sửa phần mềm hay gỡ những phần mềm tiếng Trung khi các bạn tải các video, nó sẽ tải các video hay là cái video hay là cái phần mềm nó sẽ bị dính đi kèm theo toàn tiếng Trung rồi không thể tắt này nọ được. Ok, cảm ơn các bạn, chào các bạn.